Bus. Kiki, meow meow. Kiki, meow meow. Đó. Ủa? Có chuyện gì vậy? Khẩu súng phun của tớ bị hỏng rồi. Còi còi của tôi bị gãy rồi. Xe của tôi cũng bị hỏng rồi. Xin lỗi. Hôm nay chúng tớ bận quá ấy. Thế này nhé. Chúng tôi sẽ sửa xe của các bạn sau khi hoàn thành công việc của mình. Được rồi. Wow, thật là tuyệt vời. Cậu là ai? Tôi là Robbie. Tôi có thể giúp đỡ bạn thế nào đây? Robbie, bạn có thể sửa xe cho chúng tôi không? Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Yeah. Xin chào. Robot, la li la li la. Robot, nào cùng sửa xe. Bạn cần phải thay súng phun mới. Chẳng ngay thôi, ta chọn chiếc súng mới. Một chiếc súng thật to này, mình rất thích. Xem chế chạy, ta đi thôi. Dập lửa ngay. Robot, la li la li la. Robot, nào cũng sửa xe. Bạn cần phải thay còi mới. Chọn ngay thôi, mình chọn ngay thôi. Xanh dương vàng với đỏ mình rất thích. Xe cảnh sát ta đi thôi. Wheel. Làm nhiệm vụ cho ta đi. Wheel. Tôi sẽ bắt anh ta. Ở bên trong có gì ở bên trong sao? Wow, tuyệt vời! Xe cứu thương đi lại, wheel. Làm nhiệm vụ chữa vết thương, wheel. Đừng lo lắng. Chào tớ ơi. Ủa, họ đang làm gì với robot của tôi? Xe tôi bị bẩn rồi. Robbie, hãy giúp chúng tớ sửa xe với. Rửa xe ư? Rửa có nghĩa là gì vậy? Robbie chưa biết rửa xe đâu. Đừng lo. Chúng tôi có súng phun nước rồi.